Xin chào cả nhà, mình là tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi trưa ngày 25 tháng 9 thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được vài sản phẩm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha, để làm động lực làm nhìn thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay là giới thiệu cho cả nhà mình có về được một tượng rất là hay, rất là đẹp, đó là khỉ gánh đào cởi trên một con long quy phong thủy rất là đẹp. Và đây là một trong những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm. Về trọng lượng của khỉ của tác phẩm này thì khoảng là 5,4 kg. Rồi chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 33 cm, bề ngang tổng thể là tầm cỡ khoảng là 24, chất liệu bằng đồng cũ, lên màu thời gian rất là đẹp như cái nhà ha. Đây hình ảnh là chú khỉ nha, tài đang gánh quả đào nha, phía trước là có hình ảnh đồng tiền rất là to đó, đang cỡ trên một cụ long quy rất là lớn ha. Và tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình mã số 1 ngày hôm nay là 3 triệu đồng, 3 triệu đồng cho mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 1. Rồi, thế là mã số 2. Số 2 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình còn được đó, một cặp đèn màu pha lê, màu xanh. Đó, màu xanh lá rất là đẹp. Chân là chân trồng Pháp nha, chất liệu bằng đồng cũ rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một cặp đèn rất là đáng để mình sưu tầm nha. Một cặp đèn này thì thôi để nhà đến để ban thờ gia tiên thì khỏi chê ha. Tổng trọng lượng của tác phẩm này khoảng 2,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 35 cm, bề ngang của đèn là tầm có khoảng là 8 cm. Chân này bằng đồng rất là dày. Đây là chân đồng Pháp ha. Đây cái này mình xem đây, rất là đẹp nha. Và tác phẩm này có giá giao luôn với cả nhà mình một cặp đèn như thế này ở mặt số 2 là 1,600,000, 1,600,000 cho cả nhà mình mã số 2 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một con đại bàng chúa tể bầu trời nha. Một trong những tác phẩm rất là đẹp. Hình ảnh đại bàng đang vươn đôi cánh rất là xa nha. Đó, rất là đẹp. Đại bàng ha đang cầm một cái liễn, đang đứng trên một cây tùng và vách núi. Đây mặt sau của tượng. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là khoảng 2,8 kg. Rất là nét. Đây cả nhà mình cùng xem nha, không thể bỏ qua tác phẩm này được ha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,800,000 cho tác phẩm ở mã số 3. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 25, bề ngang đo được là tầm khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem một những tác phẩm rất là hay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Có nhu cầu sưu tầm liên hệ em nha, mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 đây là một cái song trầm treo chất liệu bằng đồng. Đó, hình ảnh đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một cái song trầm treo rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 900 g. Và song trầm treo này có chiều cao tổng thể là có khoảng là 28 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 10 cm, và đế chân là tầm khoảng là 16, chất liệu bằng đồng. Đó, cái này là để rất là sang trọng nha, để trên một cái bàn làm việc của mình ha. Bỏ trầm vô đi đốt, khói nó sẽ bay ngay ngút rất là đẹp. Và có giá giao lưu cái nhà mình 1,200,000 cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì bên em cũng còn được một cái song trầm treo luôn. Đây, một cái song trầm treo cũng rất là đẹp ha. Đây là mã số 5 có trong video hôm nay. Nó có hình dáng như một cái hồ lô, dưới này kèm theo cái đế nha. Đây là hoa hồng có chạm chim như đây. Đây là một cái song trầm treo luôn, mã số 5 trong video ngày hôm nay. Thì tổng trọng lượng là cũng khoảng là 900 g. Đó, cả nhà mình cùng xem ha. 900 g, chất liệu bằng đồng. Chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 25. Rồi, bề ngang là tầm có khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng. Và cũng có giá giao lưu với cho em mình 1,200,000. 1,200,000 cho một cái song trầm mã số 5 của ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì hôm nay em còn được một cái giỏ cua chất liệu bằng đồng. Đó, đây cái giỏ cua ha, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Đây là hẳn một cái giỏ cua bằng đồng mạ vàng. Thì chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 14 cm, đường kính miệng là 9 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Đây cái nền cũng xem ha. Đó, trong đây ở đế thì ở đây có hình ảnh con cua ha, con ốc, hai con cua ốc chất liệu bằng đồng mạ vàng, có giá giao lưu với cả nhà mình ở mã số 6 trong video ngày hôm nay là 1,4 triệu cho một cái giỏ cua chất liệu bằng đồng mạ vàng của ngày hôm nay. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 hôm nay là còn được một cái bộ ô trầu xưa chất liệu bằng đồng, rất là dày, rất là đẹp. Đây cái này mình xem ha, toàn chọn bộ nha. Ở đây là cái ống nhổ ha, ở đây là cái hũ đựng thuốc đó, bên đây là hũ đựng voi, đây là ống ngoái nha, rất là dày, rất là nặng. Tổng trọng lượng là khoảng gần 6 kg nha cả nhà mình ha. Kèm theo có đế ba chân nữa nha, toàn bộ đều bằng đồng. Chiều cao tổng thể tầm 20 cm,
và bề ngang cao khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bộ ô trầu như thế này, cái giá giao lưu cái nhà mình là 3,5 triệu cho mã số 7 mà anh em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì bên đây em có hai tượng gì công giáo, hai tượng đồng công giáo chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh đánh bóng lại rồi, và phủ cho mình một lớp keo để mình bảo quản cái hai tượng này cho lâu dài ha. Hai tượng này rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg, chiều cao tổng thể của hai tượng khoảng là 29-30 cm đó, và bề ngang của mỗi tượng là tầm có khoảng là 9 cm, chất liệu bằng đồng. Và hai tượng như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu đồng, 3 triệu đồng cho hai tượng, một tượng cha một tượng mẹ ha, chất liệu bằng đồng của ngày hôm nay. Và bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp em nha. Đây là hai tượng đồng mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình một cái đỉnh thần voi, có 3 chú voi ha, đưa đầu xuống tạo thành một cái đỉnh thần voi. Đây cả nhà cùng xem đây, rất là đẹp. Ở trên có một cái nắp rất là dày. Đỉnh thần voi này tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 15, bề ngang là 14 cm, chất liệu bằng đồng, và có giá giao lưu với cả nhà mình đó. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái đỉnh thần voi như thế này là 1,4 triệu. Cho cả nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Một cái đỉnh đồng thần voi mã số 9 có trong video hôm nay. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là hình ảnh một cái tượng rất là đẹp, đó là hình ảnh chú voi nha. Trên lưng là có một con gà đang mổ cái gậy như ý, chất liệu bằng đồng, chiều cao tổng thể là có khoảng là 21 cm, bề ngang tổng thể là có khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cái này mình xem ha, chạm dơi nè. Đây là mặt sau đây. Một chú voi, một trong những tác phẩm rất là hay. Và tác phẩm này tổng trọng lượng khoảng 1,8 kg, và có giá giao lưu cái nhà mình 1,4 triệu. 1,4 triệu cho một tác phẩm rất là đẹp ngày hôm nay. Đó. Một chú gà cỡi trên lưng một chú voi ha. Tay đang mổ gậy như ý, rất là đẹp. Đây là mã số 10. Tiếp theo 11. 11 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng Di Đà chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng Di Đà. Tổng trọng lượng là khoảng 3,4 kg. Chiều cao là có khoảng là 28 cm, bề ngang là có khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Đó, và có giá giao lưu cả nhà mình 1,8 triệu cho tượng Phật Di Đà của ngày hôm nay. Người đang cầm cái bát ngồi trên đài sen. Đây là mã số 10 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà. Ở đây là mã số 11 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ nha. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 thì hôm nay còn được một tượng đó, Tế Công. Đó, Tế Công thường người ta hay gọi là Tế Công Phật sống ha. Đây là một tượng Tế Công, người đang ngồi trên cái ghế nha. Ở đây là ngồi trên mấy cái bình nè. Đó, rất là đẹp. Tế Công chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng của tượng Tế Công là 3,2 kg cho tác phẩm Tế Công của ngày hôm nay. Chất liệu bằng đồng, và chiều cao của tượng Tế Công là rơi vào khoảng là 14 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 16, chất liệu thì bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm Tế Công của ngày hôm nay là 1,8 triệu cho mã số 12 tượng Tế Công. Rồi mã số 13 thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cái gáo. Đây, một cái gáo hút rượu hay gọi là gáo tắm Phật nha, chất liệu bằng đồng đó. Và cái gáo này chiều dài tổng thể của gáo là có khoảng là 35, chiều cao là có khoảng là 8 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái gáo múc rượu hay gọi là gáo tắm Phật nha, rất là dày, rất là nặng. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình 1,1 triệu ha. Đây rất là dày. Đây cái này xem ở đầu là có hình ảnh đầu rồng nha. Đây là mã số 13 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 hôm nay là giới thiệu cả nhà mình còn được một sản phẩm cân chỉnh vàng nha, cái búa và cái đè. Đây, ở đây là cây búa ha, để cân chỉnh vàng nha, rõ lên đây ha. Đây nó có cái tên thương hiệu của nó luôn nha cả nhà nha. Cái này là cái búa để cân chỉnh vàng, mình để vàng đây mình khỏ ha, và mình cân chỉnh mình bỏ vàng trong cái đầu này mình cũng khỏ luôn nha. Đó, đồng nguyên khối rất là dày, rất là nặng, búa đè cân chỉnh vàng, chất liệu bằng đồng nguyên khối. Tổng trọng lượng của búa đè là khoảng là 1,1 kg, và chiều dài của cái búa đe là tầm cái đe là có khoảng là 12, và chiều cao tầm có khoảng là 6 cm. Và búa đe có giá giao lưu cái nhà mình 1 triệu đồng đó, cho một cái cây búa và một cây đe của ngày hôm nay. Đây là mã số 14. Và mã số 15.
Mã số 15 là hôm nay có sưu tầm được một buồng cao 2, 4, 6 quả, chất liệu bằng đồng nguyên khối luôn, rất là nặng nha cả nhà ha. Và tổng trọng lượng là khoảng 1 kg, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 22 cm, bao gồm 6 quả. Và có giá giao lưu cả nhà mình, mã số 15 của ngày hôm nay là 950.000, còn mã số 15. Tiếp theo mã số 16 là ông bà thổ đất. Đó, bao gồm ông bà thổ đất ha, chất liệu bằng đồng. Ông thì cầm quả đào, bà thì cầm ông thì cầm thổi vàng, bà cầm quả đào. Tổng trọng lượng của hai tượng là tầm có khoảng là 3 kg 3. Ông bà thổ đất chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang là 10 cm, và có giá giao lưu cái nhà mình 1.800.000 cho hai tượng ông bà thổ đất của ngày hôm nay, chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà mình cùng xem khuôn mặt ha. Khuôn mặt của ông đây, ông cầm thổi vàng đế. Rồi bà thì cầm quả đào. Rồi, 1.800.000 cho mã số 16 trong video ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 17. 17 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình còn được một tượng đôi cánh thiên thần, tượng đồng châu Âu. Tượng đồng châu Âu đôi cánh thiên thần. Đây là mã số 17 có trong video ngày hôm nay. Và chiều cao của tượng là có khoảng là 30 cm, bề ngang tượng là tầm có khoảng là 12, chất liệu bằng đồng. Đó, đây là một tượng đồng châu Âu đôi cánh thiên thần nha. Đó, hình ảnh một người nam một người nữ ha, có đôi cánh thiên thần chất liệu bằng đồng, rất là đẹp. Và tượng này mã số 17 có giá giao lưu với cả nhà mình, mã số 17 của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000 cho mã số 17. Tiếp theo mã số 18 trong video ngày hôm nay thì bên em còn được đó, một cái chậu ha, không biết người ta dùng để làm gì nha, chất liệu bằng đồng. Đó, cái này nó mỏng thôi nha cả nhà ha, không nặng nha, mỏng, chất liệu bằng đồng ha. Cái này chắc người ta dùng, có thể ta dùng để đốt nhang trong đây hoặc là đốt giấy tờ gì đây ha, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 18, hai bên có hai cái quai để sách vậy nè. Đó, rất là đẹp ha, chất liệu bằng đồng xưa nha. Chiều cao là 20 cm, đường kính miệng là có khoảng là 25. Cái này mình về mình cũng có thể dùng để đốt giấy tờ vô đây nha. Đó, hoặc là mình đốt, mình bỏ giấy vô đây ha, khi mà cúng thờ đâu ha, mình đốt giấy vô đây. Hai quai để cầm để không bị nóng nha. Đồng đó, cái này rất là đẹp, chất liệu bằng đồng xưa nha. Quả này có giá giao được cái nhà 1.200.000 cho mã số 18 trong video hôm nay. Rồi, 19 là một cái chậu. Đây, một cái chậu chất liệu bằng đồng xưa. Đây là mã số 19. Trên đây ngày xưa người ta có khắc chạm hoa văn gì trên đây nè, cũng có hơi mốp nha. Và chiều cao tổng thể nó tới là 23 cm, đường kính miệng là 14. Đây là mã số 19. Cái này mình về mình cũng thể là dùng để đốt giấy tờ cũng được ha. Rồi đốt khi mình cúng ha. Rồi hoặc là mình cũng có thể là dùng để làm bát nhang lớn cũng được nha, hoặc là mình cũng thể dùng để làm chậu hoa gì cũng được. Bằng đồng xưa rất là đẹp, có chạm hoa văn trên đây, để đái đây cả nhà mình xem ha, bằng đồng nha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chậu lớn như thế này, 1.500.000 cho mã số 19 trong video ngày hôm nay. Và cuối cùng là mã số 20 trong clip ngày hôm nay thì giới thiệu cả nhà mình còn được một phụ cốc chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà cũng xem ha, đây là một phụ cốc thiền thư cốc chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 7 kg. Ở hai trên lưng là có sâu tiền rất là to, đây cả nhà mình xem ha, rất là đẹp nha. Đó, xung quanh là có hai cái sâu tiền. Và mã số 20 có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 cho phụ cốc rất là to ngày hôm nay, mã số 20. Chiều cao là có khoảng là tầm 19 cm, rồi bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Đó, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 cho mã số 20, là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo, những sản phẩm đẹp độc lạ bên Đồ Cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.